Hello anh Khánh. Hi. Hello cô. So how are you I'm fine. today? Ok, được rồi. Nào hôm nay mình sẽ nói tiếp về nói về giờ và phút nhé. Xem nào. Cùng chút. Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Nhìn xuống cô. Ok, hôm trước mình đã xong đến bài này rồi, đúng không? Tiếp theo, phần tiếp theo con sẽ trả lời các câu hỏi của cô nhá. Nào, con trả lời cho câu hỏi cho cô nhá. Ok. Do you have friends or family who live in other countries? Thì câu hỏi này cho cô. Family fly of my home. Cái gì đấy? Nào, dịch câu hỏi đã. Là à không là bạn có bạn bè hay hay gia đình không? Gia đình và sai Nhưng rồi. rồi Này phải dịch là gì? Bạn có bạn bè hay gia đình sống ở một đất nước khác hay không? no, I guess có luôn. Có, ra sẽ trả lời là no. Con nhầm Nói lại đi. Yes, sẽ yes. con về nhà luyện tập cách dịch câu hỏi đi nha. Câu hỏi tiếp theo. Do you use the computer to chat to your family and Yes, Yes. I do. Okay, very good. So have you ever been to a place where the times were different? Câu này con chưa làm được cô. Hay là bạn đã tới một cái nơi mà thời gian nó khác chưa? Thế là một cái đất nước và múi giờ nó khác với múi giờ của mình No. ấy. Ok. Tiếp theo con sẽ tới một cái bài luyện tập phần nghe nhá. Listen and tick. Nghe và tick vào đáp án đúng. Con đã hiểu chưa nhỉ? Nào, Không nhỉ cô. bắt đầu nghe nhá. 18D. Time and work. Listen and look. There is one example. What's Kim's job? Hello. Is your sister working in an office now? You mean Kim? Yes, but only for about an hour each day. She isn't a secretary. Is she an artist then? She's an engineer. She designs skyscrapers most of the time, but bridges as well. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. How does Kim go to work? Does Kim take the bus to work? She could do that, but she needs to drive there and to travel to different parts of the city each day. Can't she cycle? There's so much traffic. I think she'd like to, but she needs to carry too much. Two. What time does Kim start work? What time does Kim have to be at work? Well, she has to get up at 6:15. Then she has breakfast and leaves home at 6:45. So when does she arrive in her office? At 7:30. It's really early, but she doesn't mind. Three. Where does Kim have lunch? Where does Kim take her lunch break? Does she go home? She doesn't have enough time to do that, Mr. Lowe. Is there a cafe in the building where she works then? Yes, but she usually takes sandwiches and eats them in the park. She likes doing that best. Four. What was Kim's first job? Is this Kim's first job?
She told me she wanted to be the manager of a clothes shop. Well, she didn't do that, but she worked at a police station once. Really? Yes, but she didn't have to wear a uniform. She worked in the kitchen there. 5. What does Kim like most about her job? Is your sister pleased with her new job? She had to study for a long time, but she loves it. She really enjoys being outside too. Does she have to go to lots of meetings too? Yes, but she doesn't enjoy those very much, and she hates talking on the telephone. Okay, có gần nghe lại lần nữa không? Không có. Okay, nào, công bố con cho đáp án đi. A ạ. A. Chính xác, câu 2. C ạ. B ạ. Câu cuối là B ạ. Câu 4 là B. Câu cuối là A ạ. Tốt đấy. Ok, được rồi. Nào hôm nay mình sẽ chuyển sang bài tiếp theo nhé. Nghe có tiến bộ. Rất tốt. Nhớ nhá. Cô đã dạy về cách đọc giờ rồi. Không về nhà con ôn lại. Xem nào. Okay. Now it's time to unit 19 answers my question. Cái tiêu đề cho cô answer my questions có nghĩa là gì? Cô chia sẻ màn hình đâu cô? Không, cô đang nói để con ấy thôi. Cô có nói lại cô. Answer my questions có nghĩa là gì? Là trả lời câu hỏi. Okay, we come to unit 19, answers my question. Okay, now we come to the vocabulary. Từ vựng nhá. Từ đầu tiên cô có từ like. Đọc cho cô like. Like. Là gì? Là ánh sáng. Oh. Đúng, nó có là ánh sáng nhưng mà nghĩa khác là gì? Nghĩa khác là bóng đèn. Rồi. Tiếp theo, building. Đọc cho cô building. 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 Là gì? Build là xây dựng. Build mới là xây dựng, còn building là gì? Building là thiết kế. Là tòa nhà. À, không phải là tòa nhà nhá. Tiếp theo đọc cho cô pond. 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 Là gì? Cái này con không biết rồi. Hồ nước nhỏ, được chưa nào? Ok, đọc lại ba từ. Light. Light. Building. Building. Pond. Pond. Pond, cấp D con ạ. Pond. Ok, rồi con ghi từ pond vào cho cô. Cái bạn này 28 giờ bạn mới học, sao bạn vào lớp mình nhỉ? Xong rồi cô ơi. Tiếp nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần từ vựng. Đọc cho cô từ đầu tiên. Decide. 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 Là gì?
Con biết. Sai này có nghĩa là quyết định nhé. Tiếp theo đọc cho cô. Project. 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 Là gì biết không? Quá nhỏ. Là làm tốt thôi. Asleep. Asleep. Làm buồn ngủ. Tiếp theo, cô có từ explore. Đọc cho cô. Explore. Explore. Là gì? Là lo lắng. Rồi. Explore ở đây động từ là khám phá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với từ hurry. Đọc cho cô hurry. 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 Là đói. Rồi, hungry mà đói chứ. Hurry là nhanh chóng vội vàng. Cô có từ. Dạ cô. Dạ cô. Đọc đi Khánh. Con đây cô. Islam. 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 Cô từ từ, cô từ từ cô. Enormous. Hết rồi cô. Mic lên cô ơi. Mic lên cô ơi. Enormous. Enormous. Có nghĩa là gì? Cái này có chịu thật rồi. Okay. Đọc lại cho cô các từ nha. Đọc lại này. Decide. Decide. Project. Asleep. 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 Explore. Explore. Hurry. Hurry. Dormers. Lower. Dormers. Enormous. Okay, được rồi. Biết các từ còn chưa biết vào vở. Trừ cái từ asleep ra thì các từ khác còn biết vào vở chứ không? Cái từ asleep có chả biết đâu rồi. À, thế à? Asleep là buồn ngủ thì ghi nó cả. Ghi đi con. Con nghe sleep nó quen quen nên con cứ thật ra là buồn ngủ thật. Con cứ tưởng nó là buồn ngủ. Nó buồn ngủ là ghi đi con.
Cô nghe tiếng gì không cô? Nhưng mà con nghe thấy. Okay, very good. Now, đọc lại các từ này nhá. Decide. Decide. Project. Project. Asleep. Asleep. Explore. Explore. Hurry. Hurry. Enormous. Enormous. Okay, very good. Tiếp nha. Read the story, answer the question. Đọc đoạn văn và trả lời các cô. Đọc cái câu chuyện này và trả lời các câu hỏi. Được chưa? Ok. À, bây giờ con sẽ dành, cô sẽ đọc đoạn văn này trước. Được chưa? Cô sẽ đọc trước. Được chưa? Và trong lúc cô đọc thì con cũng sẽ đọc đi nhá. Daisy Brown had. Và cô sẽ tránh những cái dấu chấm chấm thì cô sẽ đọc vào dot 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 nhá. Để đây là những cái chỗ trống mà tí nữa con sẽ cần phải điền từ. Được chưa nào? Daisy Brown had a little brother called Hugo who made her angry. Hugo was only five, but he's never stopped asking questions. How does a light turn on and off, Daisy? How long is a dinosaur tail? I'm silly. Why can't dog hear some noises that I can't grandpa? He sometimes asks really difficult questions. What is in the middle of our planet, Mom? Why are the jellyfish so, Grandma? Why do frogs live in ponds, Dad? Why have tiger got striped bodies, Daisy? People usually say, I don't know, Hugo. One day, why Dad, Daisy, and Hugo were walking along the street in the city center. Hugo pointed to an enormous mule and asked, what's inside that, Daisy? Daisy didn't know, but their father did. It's a science museum. Let's go inside. Fantastic. I can get some idea from my next science at school too, said Daisy, and then turned to Hugo. What saw we first? That was a difficult question for Hugo. I don't know, he said. Okay, được rồi. Nào, cô có cần thời gian để đọc phần văn lại không? Cô mấy từ mà chấm 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 là mình phải tự mình nghĩ ra mình biết là cô. Hay là có gợi ý gì không? Con chưa cần điền. Con chưa cần điền những cái chỗ đấy. Thấy chưa? Những cái câu hỏi bên dưới không liên quan tới những cái chỗ thông tin trong chỗ trồng đấy. Con đã rõ chưa? Nó không liên quan gì hả cô? Đúng rồi, nó không liên quan gì cả. Chờ, thế con có cần thời gian để đọc lại không? Sẽ đọc lại để làm gì hả cô? Đọc lại để trả lời câu hỏi. Thế trả lời luôn nhá. Thế câu hỏi và trả lời luôn này. So, how old was Hugo in the story? How old? Làm bao nhiêu tuổi? Trả lời đi. Đi Khánh. À, để cam thấp xuống Khánh ơi, để cam như cô xem nào, cô là người dạy, cô đang để cam hết mặt. Nào, con trả lời câu hỏi của cô đi. How old was Hugo in the story? How old?
Five years old. I am five. Con 5 tuổi à? Không. Con trả lời lại đi. Hugo was 5 years old. Tiếp theo. What was Hugo's sister name? Hugo's sister name was Daisy. Daisy Brown. Rồi, tiếp theo. Who were the children with when they saw the museum? Museum là bảo tàng đúng không hả cô? Còn sao là gì hả cô? Con vẫn chưa học của động từ bất quy tắc à? So ở đây là động từ bất quy tắc của từ see, có nghĩa là nhìn thấy. À, see. Không dịch cái câu hỏi này đã. Hôm qua là bọn không phải khu có nghĩa là gì đã? Đám trẻ đang nhìn thấy cái gì? Sai mất rồi, con không dịch cái từ để hỏi đi đã. Từ để hỏi con sai, con sẽ không dịch cái đúng câu hỏi đâu. Từ để hỏi ở đây là khu. Khu có nghĩa là gì? Khu trời đất ơi, biết từ để hỏi nghĩa là gì là thế? Có nghĩa là ai? Vậy câu này là ai? Những đứa trẻ đang ở cùng với ai khi mà chúng thấy viện bảo tàng? My Daisy. Cô Khánh ơi, cô nói rất là nhiều chuyện camera của con học rồi đấy. Cô bị ngã xuống. Con ngồi học thẳng dậy. Con trả lời đi. Trả lời là bên dad, bố của họ, bố của bọn chúng. Nó sẽ có cái đoạn số 3. One day, while dad, Daisy and Hugo walking along the street in the city center, Hugo pointed to an enormous new and artwork inside that daily. Daisy didn't know, but their father did. It's a science museum. Một ngày khi mà bố của Daisy và Hugo, Daisy và Hugo đang đi dọc theo con phố tại trung tâm thành phố, thì Hugo đã chỉ vào một cái gì đó to và hỏi rằng là ở trong đó có gì. Daisy thì không biết, nhưng bố của bọn chúng thì biết, đó là một cái viện bảo tàng khoa học. Như vậy bố là người mà cùng với bọn trẻ. Câu tiếp theo. What did Hugo want to look at first in the museum? Watch. Hugo looks at first is jellyfish. Sai rồi, nó có liên quan gì tới đoạn 2 đâu con. Đoạn 2 là đang kể về anh ta ngồi thẳng lên. Đoạn 2 là đang kể về cái chuyện là bạn này hay hỏi thôi mà. Thông tin ở câu cuối cùng của đoạn văn đó chính là that was what saw we first, that was a difficult question for Hugo. I don't know, he said. Thế chúng ta nên làm cái gì đầu tiên đây? Đó là một câu hỏi khó dành cho Hugo. Cậu ta nói là cậu ta không biết. Thế vậy câu này ta trả lời là he didn't know what he wanted to look up first in the museum. Thế là sao? Kỹ năng đọc hiểu cần luyện tập nhiều nhá. Nào, tiếp theo con sẽ phải điền từ
đèn, candy là kẹo, như là nghe, design là quyết định, project là dự án. Cô có cái gì cứ ồn ồn gì? Cái gì ồn đó? Cô nói con nghe thấy ồn. Ok. Cô nói gì? À, tiếp theo nhá, nghe rõ chưa? Chưa, nó vẫn thế. Hết từ của. Design là quyết định, project là dự án, asleep là ngủ, building và là tòa nhà, explore nó là khám phá này, hurry là vội vàng và scary là đáng sợ. Sợ. Được chưa? Ok, nhiệm vụ con là con sẽ chọn từ để điền vào chỗ trống. Con đã rõ chưa? Rõ rồi. Ok, nào con bắt đầu làm cho cô nhé. Cô, con đọc lại cho con từ hear ấy. Hear có nghĩa là gì hả cô? Nghe. Là gì hả cô? Nghe. Cô con lại xong rồi. Ok, làm nhanh thế mà không là sai nhá. Câu tiếp theo, câu số 1 con điền là gì? Câu số 1 con điền là câu số 1 con điền là he. He là gì, làm gì? Ở trong đây có từ nào tên là he? Here. Yeah. Câu số 2. Câu số 2 con chưa làm được. Scary. Câu số 3. Câu số 3. Câu số 3 con điền là building. Câu số 4. Câu số 4 con điền là project. Project. Câu số 5. Câu số 5 con điền là design. No, explore. Ok, được rồi. Nào con thoát ra mà lại cho cô để cô chưa bài.